hình trên mạng cơm cà ri cua. Ngoài đời cơm cà ri cua nha mọi người. Bất ngờ chứ bà cha, trời ơi tấm hình hoành tráng dữ không. Thật ra là hả, lúc mà mình đọc vô cái bài báo này á là bạn kêu là một hộp cơm như vậy là 170 cành đầy ú ủ 2-3 người ăn nha mọi người. Nhà em mình vô mua cơm cà ri mà nó không chịu mua cơm, có ngựa không, nó mua cà ri cua không à. Xong rồi coi vậy nè, à, lấy phần cà ri cua nha, không có cơm, cà ri cua không có cơm. Xong rồi không phải một lần, cô không nhắc một lần nữa nha, cà ri cua không có cơm nha, cà ri cua có cơm, 3-4 lần. Xong nhỏ quê quá lấy thêm hộp cơm, cà ri cua có cơm nha, đó cô vui vẻ liền. Xong rồi nhỏ em mình hỏi làm sao để hộp cơm được như hình này, thì nó là phải gọt rất là nhiều hộp cơm lại mới thành được một hộp như hình. Thì sao con mẹ bót cái bài review này không nói thẳng một câu vậy đi, cho ta biết. Mình tưởng rẻ, mình tưởng 180 không à, thì 180 là được hộp cơm giống hình không nha, rất nhiều hộp cơm 180 gộp lại mới được như hình nha, quá trời quá đất luôn vậy đó. 140 cành, cơm 40 cành là cơm rẻ nè. Bây giờ mình sẽ ngồi mình sắp từng con cua vô để coi nó được bao nhiêu phần giống hình nha mọi người. Rồi nha mọi người ơi, thì nói chung là chỉ có một cái là có càng cua thôi nha. Đúng duy nhất một cái này là có càng thôi nè, đã, một cái này là có càng thôi nha. Không hề giống hình nha mọi người, trên tấm hình này nè, ở cái càng nào cũng có càng cua còn nguyên vẹn. Nhưng mà trong cái tô của mình là chỉ có một cái có càng thôi, còn lại là nè ha mọi người, nát nát vụn vụn. Đang so về hình ảnh là không giống nha. Hình ảnh là không giống thì mình muốn hỏi là cái bạn review này duyên cớ nào, may mắn nào, ai độ cho bạn mà cái nào cũng có càng rất là nguyên vẹn như vậy. Cái này là ngẫu nhiên vô tình mua là được vậy đúng không? À, mình lấy một miếng cua mình bỏ lên. Rồi, đó. Xong. Mình ăn nha. Bây giờ mình sẽ mời mọi người ăn há miệng ra ăn chung nè. Đó. Ngon nha mọi người. Trời ơi, tưởng chi không có trời. Ai mà khen, cũng ngon á. Không giống hình thôi, nhưng mà ăn thì ok. Nó rất là béo, nhưng mà hơi bị nhiều dầu một xíu thôi nha. Nhưng mà béo béo, cay cay mà nó rất là vừa phải luôn. Mình không biết diễn tả làm sao, nhưng mà nó vừa phải lắm mọi người. Với khẩu vị cá nhân nha, lỡ mọi người ăn không giống mình thì mất công mọi người tưởng mình quảng cáo nữa. Mà không ai có quảng cáo, có hộp cơm vậy đâu ha. Nè, bây giờ mình ăn rồi, giờ mình ăn với sốt cà ri không luôn. Hàng gì của nhỏ em mình tới mua, nó nói là quán rất đông, có nghĩa là xếp bàn mà đợi làm tính chiều cũng không có bàn ngồi luôn. Hàng gì đó rất là ngon mọi người ơi. Cái từ nè, rất là ngon là so với mình thôi nha. Khẩu vị cá nhân của mình là rất là ngon thôi nha. Với mọi người thì mình chưa chắc ăn. Hạt cơm rất là tươi và rất là mềm luôn mọi người. Thịt cua rất là tươi, nó ngọt thịt mà nó còn vị cua mà không bị tanh nha. Vụn thì vụn nhưng mà cái miếng cua vẫn còn bự chứ không phải là gì hết. Nó ăn há là vừa luôn, nó vừa phải đến mức độ mà mình không biết là mình phải nêm thêm cái gì hoặc là mình phải tiết giảm thêm cái gì luôn á. Mình ăn là phải đáng cái đồng tiền mình làm ra, công sức mồ hôi nước mắt của mình. Mình bị hệ thiên hạ chửi bới, sếp chửi bới, người đời chửi bới để mình có đồng tiền mình đi mua đồ ăn, nên là đồ ăn nó phải xứng đáng. Cảm ơn mọi người đã coi clip của mình, bye bye. À mọi người ơi, sau một hồi đào bới là hết tận 2 cái càng lận nha, thì nói chung là đính chính cho quán thôi chứ không có gì hết. Rồi bye bye.